Sức mạnh Haki cấp cao, Gear 5, thức tỉnh trái cây ác quỷ là những thứ mà Luffy đang cần nhất trong thời điểm hiện tại để có thể đánh bại được bộ đội quái vật Big Mom và Kaido. Nhưng để đạt được điều đó, Luffy cần những yếu tố nào tác động lên? Hôm nay chúng ta cùng bàn luận về những lỗ hổng của Gear 4 và sức mạnh mới mà cậu đạt được trong Arc Wano nhé. Vâng, xin chào anh em, chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Mình là Samsoi TV. Đầu tiên, mình sẽ nói về những điểm yếu của Gear 4 cho anh em dễ hình dung. Như các bạn đã biết rồi đó, Gear 4 giúp cho Luffy tăng tốc độ, sức mạnh lên rất là nhiều. Cậu trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Và đó là kỹ năng mạnh nhất của cậu mà chúng ta biết được trong thời điểm hiện tại. Nhưng điểm yếu của chiêu thức này chính là năng lượng. Gear 4 khiến cho Luffy trở nên kiệt sức ngay lập tức sau khi hết thời gian sử dụng. Bất kể là cậu có dùng một lúc hay là đạt đến ngưỡng. Bác Oda cũng đã đề cập đến vấn đề này rồi trong một lần họp báo. Sau khi dùng xong Gear 4, Luffy sẽ hết sạch Haki, không thể chiến đấu được nữa, chỉ có thể di chuyển nhẹ nhàng mà thôi. Và đây chính là điểm yếu chí mạng lớn nhất của Luffy. Bất lợi tiếp theo là thời gian duy trì được bao lâu. Như trong Át Đảo Bánh, Luffy đã dùng công Gun khi đối đầu với Big Mom, hay là súng thần công trong trận đấu với Cracker đã khiến cậu ngay lập tức thiếu đi năng lượng, đến cái mức mà phải ăn vô tội vạ mới có thể hồi phục. Bởi vì khi duy trì trạng thái này, Luffy phải sử dụng Haki bao bọc khắp cơ thể mình, và rồi kiểm soát độ đàn hồi, kéo ra hay là thu lại. Do đó, cậu cần phải 10 phút để bổ sung thêm. Mình nghĩ rằng những hạn chế này cần phải khắc phục ngay lập tức để Luffy thực sự mạnh hơn. Có nghĩa là chúng ta cần thấy Luffy phát triển một cách tối ưu hơn để chiến đấu cho phép cậu loại bỏ những lỗ hổng trên. Thế thì Luffy sẽ khắc phục bằng cách nào đây? Trong trận chiến tại thế giới gương, Katakuri đã cho chúng ta thấy được rằng anh có khả năng tăng và giảm mật độ Mochi của mình thông qua hai dạng, đó chính là Mochi cứng và Mochi lỏng. Anh có thể làm cho cánh tay của mình cứng hơn, bọc bên ngoài một lớp Haki vũ trang. Như vậy sẽ tăng thêm sức mạnh, uy lực khi tấn công. Còn về dạng lỏng, Katakuri trở nên linh hoạt hơn, dễ uốn lắn hơn, tự do hơn. Khi kết hợp với Haki quan sát cấp cao, anh ta có thể phân tách cơ thể mình để lé các đòn tấn công như là hệ Logia vậy. Thêm vào đó là dùng những Mochi dạng lỏng để khóa hay hạn chế di chuyển của đối thủ. Nếu như Luffy học được kỹ năng này, cậu có thể thay thế, áp dụng vào việc sử dụng Haki của mình, biến đổi mật độ tập trung Haki vào từng bộ phận trên cơ thể. Do đó, cậu có thể kéo dài thời gian chiến đấu của Gear 4. Hoặc có thể, Lu có thể chuyển đổi các trạng thái linh hoạt hơn, như là từ cao su cứng sang dạng mềm hóa lưu, bởi vì đặc tính của cao su và Mochi có khá là nhiều điểm tương đồng. Luffy thì tuy hơi ngốc nghếch về mặt tính toán hay là suy nghĩ, nhưng cậu lại vô cùng giỏi trong khoản chiến đấu. Mình nghĩ rằng sau trận chiến này, Lu có thể thi triển, học tập tốt được những kỹ năng mới từ Katakuri. Sức mạnh tiếp theo Lu có thể có được chính là thức tỉnh trái cây ác quỷ. Việc thức tỉnh sẽ có khả năng làm giảm việc sử dụng năng lượng của Luffy trong trạng thái Gear 4 bằng cách cho cậu kiểm soát nhiều hơn các chức năng từng bộ phận trên cơ thể của mình. Việc sử dụng Gear 4 của Lu sẽ hiệu quả nhiều hơn. Mình nghĩ rằng sẽ có những trường hợp sau đây sau khi thức tỉnh năng lực của DF. Thứ nhất, giống như các nhân vật khác Katakuri hay Doflamingo, đặc tính của hệ Paramecia sẽ là biến đổi vật chất bên ngoài thành cao su. Như vậy sẽ rất thuận tiện trong việc tấn công diện rộng hoặc là có ưu điểm về địa hình. Thứ hai, thức tỉnh từ bên trong, mật độ co giãn phục hồi của cậu sẽ hồi phục nhanh hơn rất là nhiều. Lu có thể không bị mệt mỏi sau khi sử dụng các chiêu thức như Gear 2, Gear 3, Gear 4. Bên cạnh đó, hồi phục vết thương, chữa lành vết thương cực kỳ nhanh. Thứ ba, trong Arc Wano, Lu sẽ có được Haki quan sát vũ trang cấp cao. Về mặt Haki thì sao? Bây giờ Luffy cần tăng cường Haki của mình. Chúng ta đã thấy được cậu mài giũa Haki quan sát của mình để chống đối lại Katakuri, đạt đến giai đoạn nhìn thấu tương lai. Hiện tại ở Wano cũng vậy, Lu giờ đây có thể nhìn thấu tương lai trôi chảy như Katakuri rồi. Được thể hiện khi cậu giúp ông lão Hiyo tránh những đòn tấn công từ Apakaman và Madinoman trước khi chúng xảy ra. Thêm vào nữa, Luffy cần đạt được Haki vũ trang cấp cao. Theo như lời dạy bảo từ ông cụ Hiyo thì đây là một thứ sức mạnh đáng sợ. Nó sẽ phá vỡ lớp phòng thủ bên ngoài của đối thủ, làm hỏng hết kết cấu từ bên trong của kẻ địch. Và Luffy nghĩ rằng đây chính là cách để đánh bại Kaido và Big Mom. Cậu đã có gần một tuần để nâng cấp Haki vũ trang của bản thân lên một tầm cao mới. Nó cho phép phóng ra một luồng sức mạnh từ lòng bàn tay. Chúng sẽ phá hủy mọi thứ khi Luffy chạm vào từ bên ngoài. Chốt vấn đề lại, trong Arc Wano này, Lu sẽ có được Haki quan sát, vũ trang cấp cao, thức tỉnh trái cây ác quỷ và thêm vào đó là những kỹ năng mới. Chắc có lẽ phải mất vài năm nữa thì Arc Wano mới kết thúc được, nên chúng ta phải từ từ và chờ đợi thôi anh em ạ. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye!